Học tiếng Anh cùng bạn. Hello everybody. Ok, chúng ta sang Unit 5. Unit 5, chúng ta mới đi được 1 phần 3 giáo trình thôi. Mà nó cảm thấy rất là mệt rồi. Ok, chúng ta đã học quá nhiều kiến thức. Bây giờ chúng ta sẽ sang Is My Life. Từ mới đầu tiên ta nhìn thấy ở đây là Is và Life. Is và Life. Phải S ở đây các bạn đoán là gì? Phải S đây chính là động từ to be, không phải sở hữu cách, các bạn nhớ nhé. Ta có từ it, it viết như nào, đọc như thế. It có nghĩa là nó. Ta có từ life, từ life là sống, là đời sống, cuộc sống, tùy các bạn dịch. Thì ở đây ta dịch là is my life. Is thì có nghĩa là nó, is có nghĩa là nó, đây, it là nó. Nó là cuộc sống của tôi, my life. Is my life, đó là cuộc sống của tôi, các bạn nhé, cuộc sống của tôi. Nó, thì chúng ta đã có chủ ngữ là I, you, we, they. Hôm nay chúng ta học thêm it, là nó. Ok, I, you, we, they, he, she, và it. Thì ta sẽ có từ he đi với is, đúng không? Từ she đi với is, và bây giờ có it đi với is. Và viết tắt là phải S, bạn nhìn chưa? Rồi bài này, chỉ học kiến thức như vậy. Chúng ta sẽ có thêm his, she, it cộng với is, viết tắt nó là phải s. Ok. Đó. Bài này chúng ta chỉ có những kiến thức như vậy ngắn gọn. Bây giờ ta sang cái phần rất là đau đầu mà phần các bạn thường nói là em không thích học nhất, đó là từ mới. Từ mới ở đây ta sẽ có 15 bức tranh. Trước đây ta học chỉ có 10 thôi. Bây giờ ta đã nâng cấp lên 1,5 lần. Đó, thêm 5 từ mới nữa. Thì nó lại không phải là một chủ đề mà nó chia làm 3 chủ đề. Chủ đề nhất là sports, là thể thao. Food là đồ ăn. Drinks là nước uống. Rồi, bây giờ ta tra từng từ một nhá. Sports, food, drink. Ok. All sports. Food. Drink, đồ uống. Ăn uống và chơi thể thao. Đấy, cuộc đời như thế này sướng quá, còn gì bằng. Không phải nào. Chỉ ăn chơi và thể thao thôi. Ăn uống và thể thao thôi. Thì môn thể thao đầu tiên là tennis. Đánh bóng tennis, các bạn biết à? Có nghĩa không phải học. Football, swimming, skiing. Ok, từng từ một nhá, ta lại học. Rồi các bạn sẽ có football, môn bóng đá. Swimming, sự bơi nội, môn bơi. Skiing là môn trượt tuyết. Tiếp theo là có Italian. Italian, Italian là Italy thôi. Italy nhưng mà Italian là cái văn hóa hay là cái con người hay là tiền của Italy. Thì có Italian food. Chinese food. Italian là Ý, đồ ăn Ý. Chinese, Trung Quốc, đồ ăn Trung Quốc. Ta có pizza, ta học rồi. Pizza ta học rồi, đúng không? Là cái món pizza, một trong món này, hai món này. Hamburger là hamburger, ta học rồi, hamburger. Orange, orange là một cái nước ép. Orange, chúng ta có từ orange. Orange là cam, cam và là màu cam luôn. Ice cream, kem. Số 5 đây đúng không? Orange là cam, màu cam hay quả cam đều được. Orange. Tiếp theo là ice cream. Ice cream là kem. Ice cream là kem. Và Lộc nói các bạn này, cái từ kem trong tiếng Anh ấy, thường là người ta nhắc đến cái kem mà nó là cái kem này, là kem mà là kem dâu, thường là thế. Và nó là cái kem mà ở trong cái gọi là, người ta gọi là kem, mình vẫn gọi là kem ốc quế đấy, hay là kem cốc ấy, là ở trong cái cốc chứ không phải là cái kem que. Thường là người nước ngoài thường nghĩ về cái kem đó chứ không phải kem que, thường là người. Còn nói chung thì chúng ta dùng thì họ vẫn hiểu là kem. Tiếp theo là con drinks. Drinks là đồ uống. Tea, trà. Coffee là cà phê, quá quen. Coca-Cola là Coca, quá quen. Beer, viết ngay là beer đúng không? Wine, rượu. Vậy là ta tra từ tea và từ wine đúng không? Coffee là cà phê, quen rồi. Coca-Cola là Coca-Cola đúng không? Beer là bia, T, y dài, và từ white
Thường là nói về rượu thì người nước ngoài sẽ nghĩ về rượu vang. Thường người nước ngoài như vậy. Thì là trà. Ta sẽ có ngoài. Thì ice cream. Ice cream. Orange. Orange. Sport. Thể thao. Food. Ẩm thực. Drink. Đồ uống. Football. Bóng đá. Ok, vậy là các bạn hãy lựa chọn và điền nó vào cho mình. Và các bức tranh, đây đá bóng đây. Đó, football. Bia đây, số 9 đây. Coca-Cola là gọi tắt là Coke. 12. 13 là Italian food, đúng không ạ? Nước Ý, đặc biệt là món mì. Mì spaghetti của Ý. Nhìn cái mì đó là Italian food rồi. Tiếp theo là có cái bát gì đây? Bát này bát canh. Hay là mì vằn thắn của Trung Quốc à, Chinese food đúng không? Bơi nội đây, swimming. Số 10 là cái gì? Coffee, cà phê. Đây là cách pha cà phê. Trượt tuyết, người Việt Nam ta không có, người Tây có, gọi ski. Kem hay ice cream à? Một trong hai cái này sẽ là đấy, hamburger hoặc cái pizza. Muốn là một cái trà, là ly trà. Mình nghĩ là tea, ly trà. Vậy chúng ta sẽ lắng nghe xem ta đoán đúng không. Unit 5. Tape script 5.1. Sports. Tennis. Football. Swimming. Skiing. Food. Italian food. Chinese food. Pizza. Hamburgers. Oranges. Ice cream. Drinks. Tea, coffee, Coca-Cola, beer, wine. Unit 5. Tape script 5.1. Sports. Tennis. Football. Swimming. Skiing. Food. Italian food. Chinese food. Pizza, hamburgers, oranges, ice cream, drinks, tea, coffee, Coca-Cola, beer, wine. Unit 5. Tape script 5.1. Sports. Tennis. Football. Swimming. Skiing. Food. Italian food. Chinese food. Pizza. Hamburgers. Oranges. Ice cream. Drinks. Tea. Coffee. Coca-Cola. Beer. Wine.